Giáng sinh, một ngày lễ ấm áp trong thời tiết lạnh lẽo của những ngày cuối đông. Tuy tôi không có tôn giáo nào, nhưng đây là dịp tôi muốn dành tặng những món quà ấm áp nhất đến với người xung quanh. Mong cầu một cuộc sống tốt đẹp, chúng ta luôn đánh đổi từ mồ hôi và nước mắt của mình. Tôi cũng chỉ là một ba bờ nhỏ bé trên đất nước này. Tôi có thể dùng công việc của mình hàng ngày để làm món quà dành tặng cho những người khó khăn xung quanh mình. Một đêm Giáng sinh ấm áp và an lành, không chỉ có những bữa tiệc ngon miệng, những món quà yêu thích, mà đối với tôi, đó còn là sự chia sẻ chân thành đến từ trái tim. Vừa cắt tóc vừa tâm sự với chú, tôi mới thấy được ngoài những vất vả công việc của mình, bên ngoài còn khó khăn mà chính bản thân chú và nhiều người có hoàn cảnh giống chú phải vượt qua để hy vọng có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vào Sài Gòn lập nghiệp từ khá sớm, chú cố gắng bươn chải qua nhiều nghề nghiệp khác nhau. Mục tiêu cuối cùng cũng chỉ lo cho vợ con có một cuộc sống tốt đẹp như bao người ngoài kia. Công việc bán bánh mì tuy có nhiều vất vả, những lúc ấy ẩm do mưa bão, nhưng chính nó đã mang lại nguồn thu nhập đủ để chú có thể lo cho vợ và hai con của mình. Khi tôi cắt tóc cho chú, tôi cảm nhận được một sự hạnh phúc khó tả toát ra từ người đàn ông đó. Đôi lúc niềm vui và hạnh phúc của nhiều người có thể đến từ vật chất, nhưng đối với tôi, niềm hạnh phúc lớn nhất là nhìn những người xung quanh của mình được vui vẻ và hạnh phúc. Hy vọng chú có thật nhiều sức khỏe và buôn bán thuận lợi, có đủ chi phí để chăm lo cho gia đình của mình.